Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toản. Thì khi nãy các bạn vừa mới xem xong qua một vòng côn nhị khúc gỗ căm xe của Tây Nguyên. Thì côn gỗ của mình làm sản xuất là 100% là côn gỗ tự nhiên, không sơn, không nứt, không mọt. Nhớ không các bạn? Tức là mình không có sơn. Côn gỗ của mình là cũng không bị nứt, cũng không bị mọt. Mình làm những cây gỗ là gỗ thịt chắc chắn cho anh em, chứ không mà mình lấy những gỗ tạp, không lấy những cái gỗ nó bị lỗi vào để sản xuất côn nhị khúc không có đâu. Mình làm việc với cái tâm huyết mình sản xuất ra côn nhị khúc bởi vì mình là một người tập võ, một người luyện võ và một người dạy võ, nên là cái chắc chắn là mình phải lấy cái uy tín của mình ra. Mỗi khi mình bán một cây côn nhị khúc, đó là một bán đi sự uy tín của mình, nên là mình phải làm cây côn sao cho nó thật sự là chắc chắn và tốt, và làm cho khách hàng còn phải mua lại với mình nữa, chứ không phải mình bán một lần rồi thôi. Đấy, mình bán với cái thương hiệu của mình là 6 năm nay rồi. Thì anh em thấy thì bây giờ mình sẽ giới thiệu những dòng côn gỗ mà mình đang có nha, và sản xuất côn gỗ căm xe. Thì gỗ căm xe thứ nhất là ưu điểm của nó là cứng chắc, không mối mọt, không bị nứt, và gỗ rất chi là tốt, nên là mình lựa chọn làm với phân khúc côn nhị khúc dành cho những cái người bình dân. Đấy, bình dân gỗ nó rất chi là tốt. Thứ nhất, cái dòng này là dòng dây dù là rẻ nhất dành cho người mới tập, bởi vì nó an toàn, giá nó chỉ có 160 thôi anh em ạ. Giá chỉ có 160 anh em nghe không lầm đâu. Đấy, đây, đấy, cho anh em xem gần kỹ này. Đấy, loại này là dành cho người mới bởi vì nó tròn. Nó tròn như vậy là khi mà anh em bị đập vào tay, vào đầu thì cũng không để lại chấn thương nhiều. Còn anh em nào mà dùng cái loại có cạnh của dây dù, đấy, loại có cạnh thì đây, đây camera gần hơn, thì các thành các cạnh cho anh em xem rồi đấy, là thành các cạnh của mình rất chi là vuông vắn. Đấy, vuông thành sắc cạnh, cạnh nào nó ra cạnh đó rất chi là đều đẹp. Đấy, gỗ tự nhiên. Chia sẻ với anh em loại này chỉ có 200.000 thôi anh em nhé. Loại có cạnh này á thì làm rất công phu, làm hoàn toàn bằng máy nên là nó đều, nó đẹp. Đấy, tiếp theo nữa là cái dòng dây xích khớp xoay đi ha. Có 3 dòng dây xích khớp xoay đều đồng giá là 340.000. Đấy, cái dòng này cũng 340.000. Đường kính của loại này thì là 27. Đấy, dài 30, nặng là 500g. Đấy, có bọc inox hai đầu, rất chỉ là cứng chắc, dây xích lắp 4 ly. Đấy, anh em kể cả là anh em những con ốc của mình làm đây này, đều là ốc chìm, ốc lục giác, để cho anh em cầm vào côn nó không bị cấn vào tay. Đảm bảo là khác côn Trung Quốc 100%, là côn Trung Quốc là có một con ốc nó trồi ra ngoài, anh em cầm đây đau tay này, loan côn bị đau tay. Và dây xích của mình làm chỉ có 16cm. Chia sẻ với anh em chỉ có tổng chiều dài chỉ có 16, nhưng mà dây xích nó chỉ có là 14 thôi, nên là anh em loan côn rất ok. Loan côn anh em vừa tập thực chiến mà vừa loan côn rất ok luôn, rất đảm bảo cho anh em. Đấy, đường kính nó chỉ có 27 thôi anh em nhé, cầm rất chi là vừa tay. Đấy, côn này thì bọc thì nó cài đầu cho nó cứng chắc, nó không bị bể đầu. Loại dòng này rất chi là ok này. Còn dòng này thì theo kiểu của Lý Tiểu Long, một đầu to đầu nhỏ. Đấy, camera gần hơn nữa cho anh em xem. Đây, đầu to là 30, đầu nhỏ là 25. Đấy, dây xích khớp xoay. Đấy, dây xích lắp 4 ly nha anh em. Khớp xoay này đảm bảo không bao giờ bị hỏng luôn. Đấy, dây xích khớp xoay này đảm bảo với anh em không bao giờ bị hỏng. Đấy, gỗ căm xe tự nhiên. Đấy, loại này thì trọng lượng của nó vẫn vậy là 450g đến là 500g nha anh em. Đấy, tổng chiều dài của nó vẫn là 30. Mình làm trung bình là tổng chiều dài 30 hết. Loại siêu phẩm là loại 8 cạnh dây xích khớp xoay đây. Đấy, hôm nay cho camera gần cho anh em xem. Đấy, đấy, dây xích khớp xoay. Đấy, dòng này thì nặng 500g đến 550g. Dòng này thì nó nặng hơn. Đầu nhỏ là 25, đầu to là 30. Đấy, côn này thì nó có cạnh nên là độ sát thương nó cao hơn. Anh em xem những cái đầu khớp xoay của bên mình làm cái cạnh này, cho gần này. Đấy, làm những cái đầu có cạnh này này. Đấy, anh em cứ bảo là nó chắc chắn là những con ốc, nhưng mà con ốc mình chỉ là 30% thôi, còn 70% là những cái keo mà dính sẵn vào gỗ với là nắp khớp xoay sẵn rồi, là mình đã dính keo AB rồi. Anh em làm trong ngành gỗ sẽ biết được là mình đã dính keo AB nên là rất chi là chắc chắn, nên là côn nó không có tháo ra được. Và mình vặn ốc này nữa là đảm bảo 100% nó không bung ra được, chứ anh em không phải lo vì đánh là nó cứ sọc sạch nó lỏng. Không có đâu, vấn đề nó lỏng sọc sạch là không có đâu, bởi vì đã gắn keo rồi anh em yên tâm nhá, không có lo sọc sạch nữa. Đây,
Anh em cứ yên tâm với côn như khúc của toán sản xuất, và mình sẽ để số điện thoại trên màn hình cho anh em gọi điện hoặc kết bạn Zalo với mình để có gì mình trực tiếp tư vấn cho các bạn, để các bạn có những cái mẫu côn phù hợp để các bạn chơi và tập luyện, và các bạn có thể trưng bày, các bạn có thể tặng cho thầy hoặc cô của các bạn, hoặc là các bạn có thể làm bất cứ vừa tập luyện vừa trưng bày vừa treo hoặc là cho tặng gì đó cũng được. Cái dòng này rất chi là ok, giá nó rất chi bình dân mà hàng tốt. Và anh em thật sự có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn, Toàn sẽ tư vấn 24/24. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.